trân trọng giới thiệu quý thính giả quyển sách Lạy Chúa xin mở mắt con của tác giả Garios. Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách để đưa bạn đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì đây chính là cuốn sách ấy. Lạy Chúa xin hãy mở mắt con, bày tỏ niềm say mê và kinh nghiệm của Garios, người nhìn vào được trong lĩnh vực vô hình. Đây là kết quả siêu nhiên của một đời sống tự nhiên. Khi tôi đọc một cuốn sách, tôi tìm sự sống của Chúa trong kinh nghiệm và sự trình bày của tác giả. Lời chứng của Garios đã khiến tôi quỳ gối và kêu khóc rằng: Lạy Chúa, xin mở mắt con. Leif Hedlund, giám đốc chức vụ toàn cầu, diễn giả tại hội nghị thức tỉnh quốc tế. Cuốn sách này mở mắt và tai của con cái thật của Đức Chúa Trời theo cách tuyệt vời nhất. Trong khi độc giả bị lôi cuốn, nó mang lại cảm giác về một Đức Chúa Trời quyền năng. Nó cũng mang lại sự giản dị trong sự hiện diện siêu nhiên. Kết quả đó là sự đối khắc lớn hơn dành cho Chúa. Tôi đề xuất cuốn sách này cho tất cả những người lãnh đạo và tất cả những người khác nên đọc. Henry Madava, mục sư của Hội Thánh Đắc Thắng tại Kiev, Ukraine. Tôi đã gặp Gary và Kathy tại chuyến đi trong chức vụ tỉnh thức toàn cầu đến Volta Redonda mà đã được nhắc tới trong cuốn sách này. Thật là một sự vui mừng lớn lao khi nhìn thấy cách Đức Thánh Linh đã mở mắt họ để nhìn vào những lĩnh vực vô hình nói về đức tin của chúng ta. Lời chứng đơn giản và thẳng thắn của Gary làm tươi mới những ai đang ở trong chức vụ. Tôi muốn khích lại bạn, hãy để lời chứng của Gary gây dựng đức tin của bạn. Không chỉ có tôi ở với họ từ khi cuộc đời họ được thay đổi và thấy được trái tốt trong đời sống họ, tôi cũng làm chứng rằng Đức Thánh Linh cũng làm những điều tương tự trên cuộc đời của những người khác. Quả thật, chúng ta đang đi đến thời điểm sẽ có nhiều người thấy được trong lĩnh vực linh ở Hội Thánh. Lời cầu nguyện của tôi là: Xin Chúa cùng hãy mở mắt cho bạn. Trân trọng giới thiệu quý thính giả quyển sách Lạy Chúa xin mở mắt con của tác giả Garios. Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách để đưa bạn đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì đây chính là cuốn sách ấy. Lạy Chúa xin hãy mở mắt con, bày tỏ niềm say mê và kinh nghiệm của Garios, người nhìn vào được trong lĩnh vực vô hình. Đây là kết quả siêu nhiên của một đời sống tự nhiên. Khi tôi đọc một cuốn sách, tôi tìm sự sống của Chúa trong kinh nghiệm và sự trình bày của tác giả. Lời chứng của Garios đã khiến tôi quỳ gối và kêu khóc rằng: Lạy Chúa, xin mở mắt con. Leif Hedlund, giám đốc chức vụ toàn cầu, diễn giả tại hội nghị thức tỉnh quốc tế. Cuốn sách này mở mắt và tai của con cái thật của Đức Chúa Trời theo cách tuyệt vời nhất. Trong khi độc giả bị lôi cuốn, nó mang lại cảm giác về một Đức Chúa Trời quyền năng. Nó cũng mang lại sự giản dị trong sự hiện diện siêu nhiên. Kết quả đó là sự đối khắc lớn hơn dành cho Chúa. Tôi đề xuất cuốn sách này cho tất cả những người lãnh đạo và tất cả những người khác nên đọc. Henry Madava, mục sư của Hội Thánh Đắc Thắng tại Kiev, Ukraine. Tôi đã gặp Gary và Kathy tại chuyến đi trong chức vụ tỉnh thức toàn cầu đến Volta Redonda mà đã được nhắc tới trong cuốn sách này. Thật là một sự vui mừng lớn lao khi nhìn thấy cách Đức Thánh Linh đã mở mắt họ
để nhìn vào những lĩnh vực vô hình nói về đức tin của chúng ta. Lời chứng đơn giản và thẳng thắn của Gary làm tươi mới những ai đang ở trong chức vụ. Tôi muốn khích lệ bạn, hãy để lời chứng của Gary gây dựng đức tin của bạn. Không chỉ có tôi ở với họ từ khi cuộc đời họ được thay đổi và thấy được trái tốt trong đời sống họ, tôi cũng làm chứng rằng Đức Thánh Linh cũng làm những điều tương tự trên cuộc đời của những người khác. Quả thật, chúng ta đang đi đến thời điểm sẽ có nhiều người thấy được trong lĩnh vực linh ở hội thánh. Lời cầu nguyện của tôi là: xin Chúa cùng hãy mở mắt cho bạn.